Rồi em xin chào anh em nha. Hôm nay mới về được con máy bào anh em, máy bào Makita nha. Máy bào này là tắt mốt nha. Đó. Đây. Thì em xin đọc cái mã cái thông số máy cho anh em mình nha. Mày Makita mã là 1911B nha. Điện là điện 100V nha. Con này công suất của nó là 1050W nha. Dòng tua là 16.000 vòng trên phút nha anh em. Đó. Thì nó máy mài này tắt mốt ha. Đó. Đây dưới đế nó thì hơi chạy xước, hàng bãi chạy xước là chuyện bình thường nha anh em đó, mà không ảnh hưởng gì đến máy hết ha. Đây lưỡi của nó nữa ha, đó máy còn khá là đẹp nha, chỉ có dưới cái bàn nó là hơi chạy xước xíu nhưng mà không ảnh hưởng hết anh em đó. Thì để em test máy cho anh em mình xem nha. Anh em nào quan tâm đến con bào gỗ Makita thì liên hệ em nha. Cảm ơn em.